muốn giới thiệu các bạn một cái channel YouTube có tên là Nguyễn Duy Ngọc. Đây là một channel YouTube mà chuyên về những cái trò đùa, trò nghịch. Các bạn có thể vào cái phần mô tả để có thể theo dõi cái channel YouTube Nguyễn Duy Ngọc này. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ở đây có một đội đội này gọi là đội gì nhỉ? Sư tử khu 4 á. Sư tử. Sư tử, đấy, đội sư tử, đội gọi là Múa Lân ấy. Đấy, nhìn đầu tự chế nhìn đẹp phết nhỉ. Bây giờ là nhảy cho anh một bài nhá. Nhảy hoành tái trang, anh nhảy, nói chung là nhảy cứ nhảy như điên mà. Ok. Ok, ghê luôn. Anh xem đầu ra đi. Xem đầu sư tử. Đầu lét, 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 lét. Đầu ra có cả đèn lét vừa kinh nghiệm. Vâng. Ok, 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 các em ạ. Em hơi bị xinh đấy. Anh quay đây. Em đi vào đây, anh à. Đấy, anh đây, em hơi bị xinh, anh quay TV đi. Ok, thế mai lên TV. Đây, anh tặng. Anh à, ăn luôn nhá, đêm mai nhá anh nhá. Đêm mai nhá. Đây, chị quẩy nhá. Mẹ đâu đấy. Đây, đồng đồ tự làm hết anh ạ. Đồ tự làm hết anh ạ. Quá. Tôi là trường thì em đấy. Ok, bye bye. Bye. Thank you.
mới ở dưới nhà xem các thanh niên múa sư tử. Ở quê tôi thì là thế, cứ đến Trung Thu là các thanh niên là làm đầu sư tử rồi đi múa sư tử để xin tiền đấy. Thì là vừa nãy là vào là có bao nhiêu đầu là dồn hết vào nhà tôi. Múa xong thì là thật sự là từ nãy giờ tôi cũng phải vài lít để cho các đội nhảy, nhưng mà thật sự ở đây là các thanh niên là không biết nhảy chuyên nghiệp, là chỉ biết cầm đầu sư tử múa mai quay cuồng, rồi là có những cái thanh niên bà già mặc quần áo bà già rồi đeo mặt nạ xong rồi nhảy nhảy chém chém con sư tử, nhưng mà nhìn rất là buồn cười, rất là hay luôn. Cái thời trẻ trâu của tôi thì là ngày xưa tôi cũng có một thời mà tôi mặc quần áo bà già đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không xong cầm cái gậy đứng đằng sau con sư tử cứ nhảy 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 như kiểu là mấy bà đi chợ ấy đấy. Sau đấy là đi xin tiền. Ngày xưa thì là vào nhà người ta xin thì người ta cho được 1.000 nào thì 2.000 đấy, còn bây giờ thì là cũng như thế thôi, bây giờ đi xin khắp cả phố luôn, nhà nào cho 1.000 nào 2.000 đấy, thì bây giờ là không cho 1.000 2.000 nữa, bây giờ là toàn 5.000 10.000 rồi 20.000. Thì à, từ nãy đến giờ là mấy đội kia vào là tôi bảo các em nhảy, sau đó là tôi đưa tiền cho các em ấy, bởi vì là cũng muốn đóng góp một phần nào đó để cho các em cảm thấy là vui. Thật sự là tôi cảm thấy là đấy là một cái hành động lao động để kiếm tiền trong cái dịp Trung Thu cũng đáng để tuyên dương, nhưng mà tôi nghĩ là không nên lạm dụng quá. Bởi vì là các em có tiền, được những cái đồng tiền xin được từ tất cả các gia đình ở khắp mọi nhà ấy, thì tôi nghĩ là các em nên dùng cái đồng tiền đấy đúng vào mục đích, như kiểu là vào học tập hay là tiêu cho cá nhân, nhưng mà đừng dùng cái đồng tiền đấy cho những cái mục đích xấu, giống như kiểu là đi chơi game hay là nói chung là làm một mục đích xấu với những cái đồng tiền các em kiếm được đó. Còn các em kiếm được tiền từ bây giờ tôi cảm thấy rất là vui, nhưng mà hy vọng các em tiêu cái đồng tiền đấy theo một cách nó có nghĩa, chứ là đừng có tiêu vớ vẩn. Ok, thì là đấy, Trung Thu của tôi nó chỉ có thế thôi, chả có gì cả. Rất là bình thường đó. Trung Thu đấy thì làm một sư tử rồi cắm trại đấy, cháu gì cả. Ok, đây là chiếc đèn ông sao mà bố tôi đã chế hộ tôi hơn 2 ngày đó, rất là mất thời gian luôn. Và Trung Thu thì là phải có đèn ông sao rước ngoài đường, bây giờ thì đêm rồi đi chơi về tôi mới cầm ra đường tôi rước đấy. Hiện tại nó không có màu mè cả, bây giờ tôi sẽ bật lên cho các bạn xem là nó đẹp như nào trong đêm đấy. Thấy chưa, rất là nhiều đèn led sáng rực luôn, chất nhỉ. Cái này là vác ra đường không biết như nào, mà hiện tại là đang ở đường đấy. Huy ông thử vác đi, cậu tôi vác đi đấy, nhìn sáng rực góc trời luôn. Sao nó chỉ sáng có 2 bóng đèn này nhỉ? Có không biết, sáng mỗi 2 bóng đèn, mấy bóng trên kia là hình như là bị làm sao rồi đấy. Đây là chiếc đèn ông sao khổng lồ rất là to. Giờ anh em đi Trung Thu Trung Thu giữa đường đấy, hiểu không? Đèn Trung Thu đèn ông sao ấy đấy, tôi phải đợi đêm xuống tôi đi Trung Thu, hiểu không? Thanh niên đi Trung Thu với nhau. Sở vãi trường luôn. Đấy, đèn Trung Thu ấy. Đây các bạn thấy không? Đèn này thì thật sự là tôi nhờ bố tôi chế giúp tôi hơn 2 ngày. Mua rất là nhiều dụng cụ về chế ắc quy, nhưng mà thật sự là đến bây giờ khi lên đèn thì là mấy cái bóng này nó bị hỏng. Đây là mấy bóng này bị hỏng không thể sáng được. Đó. Nó chỉ sáng được đèn led thôi. Hết đêm nay thì là hết Trung Thu rồi. Bây giờ anh em tôi mới đi vác đèn ông sao đi Trung Thu. Đấy, cho bạn xem cái đèn của tôi chế thôi. Bây giờ vác về thôi.